Bế ra, bế ra, Bế đâu mày? bế ra, Thì mày nó nghiện rồi hè. ra đi, ra đi. Đi. Con này mua bao nhiêu tiền? Hả? Con này này. Hồi mua ấy triệu rưỡi đấy, à triệu bảy đấy. Ăn cái gì nó ăn bên bữa ăn cái gì này? Ăn cái gì nó không ăn, ra đi nào. Đi. Thì ra đi. Nó chưa ra đi. Ok, ngại nữa. Bế ra đi. Bắt lên rừng không này? Ừ, không tôm mẹ rừng thôi. Bế ra đi. Đó đem ra. Bài lại nghe thì đúng bài. Giờ hai con ở với nhau à? Hai chị Gì giờ hai con bất chí rồi đấy. giờ Chị bắt chí với nhau được không này? nó thích bất chí nào, khui nồi này ra nhá. Rồi sợ không đem ra nữa Con nó to chưa? hả? Con này bằng mấy lạng này? Con trong mấy lạng Con này? này nhỏ tí mà. Tôi móc cái móc cái móc kìa. Móc cái móc đi. Như một không này. Bế ra đi, hà xé cái cho nó ra cái hà. Xé ra nó chạy không đây? Chạy ra mà chạy nuôi mà. Xé to xé bên hông nó luôn, xé ra. Rồi rồi để tự nó ra. Đấy. Đấy. Đã đủ con to rồi đó ơi. Đã đủ hả? Hai ông có chỉ trên mắt bé ông cười. Mất rồi mất. Con lấy cái con màn ta. Bé đi. Đây là đúng chủng loại luôn đấy nhá. À. Em đấy. Bé đi nào. Bé Con đi. cái được rồi đấy. Nó được hôn đi. Con cái, hai con cái luôn. Cái hiền nó được hả? Đi xuống đi. Cứ ra đây kìa. Đi từ hôm qua giờ chưa cho ăn gì cả. Giờ cho ăn thì nó ăn không? Có chứ. Bây giờ nó Rắc xuống đi. con kia cả ký mấy nó cương ạ Con kia cho gần 2 kg. To hết cỡ rồi đó. đủ món ngồi cho khỉ tay này nhào đốt đúng rồi Xuống đi chứ. Ô kìa. Ô mít về rồi thích. ba con bạc ra lòng bạc lắm Mít ơi. Khỉ này. Ở trong cường Mới đấy bắt. Mới bắt. Yeah. Đeo không? Bế đi, ôm đi. Ôm luôn, ôm luôn, ôm luôn. Ôm đấy. Ôm luôn. Ôm thế nào? Em cho về 2 tháng. À, bóc bóc cho em ăn đi. Bim bim cho em ăn đi. Thì nó về đó. Cho khỉ ăn đi nhá. Hộp để bỏ. Cái này mình đi mà mình cầm nó bắt hả? Không, bỏ cái thùng á đi vứt bẩn. Thôi cho khỉ ăn kìa. Ăn mà nhảy ngoạp cho một ngoạp này. Ôm rồi, giờ ôm rồi. Đủ À. ăn đi. Ăn xong ăn. Đấy, Đem như biết người cho này. ăn đi. Giống người thế rồi á. Nó cầm tay ăn như thật á. Mà con này mới ấy à? Mới bắt Mới đó. đẻ hả? Mới đẻ. Mới bắt đầu về đấy. Thế con kia không ăn phải cái loài con này. Con kia đang đang thích Mi lên con tung luôn bế. à? Mi lên con tung luôn à? Ừ. Ăn thích bé. Thích Con bế. chỗ mua hay đang? Chỗ mua. Cái con này không thèm ăn này, lúc nãy ăn kiểu mít mướp này. To rồi ôm xuống rồi, ôm xuống rồi. Rồi hắn không ăn nữa. Úi rồi một mình chơi 2 miếng luôn. Chó cả chó khỉ ấy. chó hay mang theo khỉ xem Ừ, ôm cả ngày. Chờ con chó cái này kia hắn đâu đi rồi? không cần xích cho hè. Hả? Có con Không cần kia xích đâu cho hè. rồi? Không. Hả? Đi đâu á? Mà đang biết không cần xin không đi cơm. Nhà nuôi thì thả rồi mà. À. Chó ở đây thì nó không cắn. Thế là con này giờ hắn nuôi con này nhỉ? Lại bắt chí kìa, lại bắt chí kìa. À, Như dai người nhỉ? đấy này. Như người nó Rồi kiểu giờ hắn hắn mới trên cái chi này mới còn vô đây 5 phút rồi này đó. mà hắn phách cho con kia ra đó Hả? Anh hắn bế vừa ra. này hắn bóc con bóc to đang bóc này đấy Để nó chui ra. thì ra bắt đầu con này nó nhảy nó ôm luôn Thế nó như người không Làm bắt gì đây, chí làm đấy gì đây? có Còn hắn anh rất nhiều chí đấy nhá. để biết làm cái gì đấy nhỉ vậy Bắt hắn đang bắt chí. chí Con nào đấy về nó cũng bắt chí kìa. ừ thế Chó nó mua cũng mua bắt mấy con chí. à Tao trèo lên đầu nên có mua mấy con nó à vặt đầu nó bắt chí cả ngày á. Hả? Hắn không cắn nhà Có mà mua mấy con rồi? Con này thôi. Con này Mà bao mấy nhiêu con tiền? kia của người ta bắt hội cho ngọ. Con này bao nhiêu tiền? Đi về nhiều.
Thế là chứ đợi ai tới ai vô là nó bắt chí chưa? Tiền đi tiền về thôi. Ừ. Ôi rớt mất rồi kìa, cho em miếng với kìa. Mít, đút cho em đi. Giờ hắn chăm con đi. Vô hắn đang làm rơi của hắn. Đưa cho em đi. Ôm người đi. Nè. Cái gì giá. Người này. Thì nó nhìn cơm. Đêm hôm mà nhìn một cái nào đâu. Thơm đấy. Con lại vứt nè. Em không ăn. Con này là con em, bắt ký đi. Trấn. Có đi trong bát. Có con này, có, mới trong rừng về mà. À. Hắn bây giờ mà hắn có bạn đi này cơm này. Con này ở Campuchia mà. Ừ. Bắt từ Campuchia về. Rất chắc đầy nhỉ, tôi nói chắc đầy nhỉ. Hiếm loại này hiếm. À. Loại này nó nhỏ 2 cân 3 cân thôi chứ loại kia nó to. To quá. Khi nó khi gì đấy? Loại khi gì đấy? Khi sóc đuôi dài. À. Kiếm bắt con đực mà không bắt được là bắt phải con cái, là 2 con cái mất. À. Con này có ăn rồi không cho khỉ với không chơi với khỉ nữa. Hả? À? Lại sờ đầu em đi. Sờ cái nào? Nhanh lên vuốt em cái nào? Không chơi à? Đang ham ăn. Khỉ này cũng không thèm ăn bim bim nữa. Vuốt em cái coi. Trời sinh như thế. Sáng đã ăn chứ biết là đòi ăn bim bim chứ. Ừ. Này em này là được ngủ với mít rồi đấy. Ăn tốt ở đây à? Hay để ăn vội đã đấy. Cất đi chứ. Con này thì ở đây hai con chó với con khỉ hai ai vô nó mầm cả đêm mà. Ừ. Còn con kia thì phải cắt cho kia. Cắt cái đó. Cái gậy nó bị gì vậy? Vô rồi trên này. Hả? Cái gậy nó. Gậy mẹ à? Đấy. Gậy đó. Mẹ nó. Cũng như con chó này là nó nuôi từ nhỏ nó đụng vô là nó cắn cái này. Ừ. Bé từ nhỏ tí này. Được 7 ngày. Nữa. Chết thì con này ôm sống đến giờ đó. À. Nên giờ cái đụng con này bắt lâu chưa? Con to bắt lâu chưa? Con này được 2 năm rồi. Giờ thấy em lâu lắm rồi cô ấy có để ý đâu mà vừa vào ừ. Thông báo rồi chứ cô để ý đây đâu mà ai mà thích xem khỉ đâu người ấy khỉ thế nào thích xem đấy cái nhà hàng hương cao đây người có con thịt vậy con này một hôm bạn nó mượn đi ngày hai ngày ui rồi ra ngoài kia mình hét ngoài đường cái là ầm đi. Ừ. Mới đi ngoài đường hay là nghe tiếng đi hả? Nghe tiếng xe thôi là biết là tiếng rừng cái là nó biết rồi. À. Thính lắm, hú cái là nó biết rồi. Hắn con gì vậy? Hắn con gì con ăn con nuôi hắn đấy. Ừ. Thôi tạm biệt. Ừ. Bác con chơi nhá, con về đấy. Ừ.